Hôm nay là ngày 26 tháng 6 thì em Trung lên sóng và báo giá cho quý anh chị và khách hàng những mẫu xe hiện tại đang có tại showroom bên em nha chị, những mẫu xe bên em vừa về trong ngày hôm nay nha. Thì cửa hàng Sài Gòn Ca chúng em nằm tại vị trí là 613 quốc lộ 13 hiệp Bình Phước Thủ Đức, cách ngã tư Bình Phước và hướng về Sài Gòn chỉ tầm 1 km này các chị, rất thuận tiện cho quý anh chị và khách hàng mình ghé đến cửa hàng Sài Gòn Ca chúng em để tham quan này, để lựa chọn cho mình một mẫu xe nhé. Rồi vào thẳng video luôn, thì em Trung giới thiệu trước cho quý anh chị và khách hàng một mẫu xe cực kỳ nhỏ gọn, thích hợp cho quý anh chị em mình di chuyển trong phố này. Các chị em phụ nữ thì sử dụng con xe này di chuyển trong phố thì cực kỳ hợp lý nha, rất là nhỏ gọn. Kia Morning 2019 bản luxury nha các chị, nước sơn màu xanh rất là đẹp, đời 2019 mới lăn bánh 28.000 km nha, 28.000 km. Con xe này thì bên em đang bán với mức giá là 345 triệu nha các chị, 345 triệu anh chị em mình sở hữu được con xe này nha. Anh chị em nào yêu thích dòng xe này thì hãy đến ngay với cửa hàng Sài Gòn bên em, Sài Gòn Ca bên em nhé, để mình trải nghiệm và lấy thử. Thì trong video hôm nay thì anh Trung sẽ báo giá sơ qua thôi cho quý anh chị khách hàng mình. Kia K3 các chị, Kia K3 đời 2022 bản 160 Premium nha, nước sơn màu trắng rất là đẹp, đi lướt mới 11.000 km nha anh chị, rất là mới, mới chỉ 11.000 km thôi, không khác gì xe mới đâu quý anh chị. Bên em đang bán với mức giá là 610 triệu nha, 610 triệu cho quý anh chị em mình sở hữu con xe này, tiết kiệm được một khoản cho quý anh chị em mình khi mua xe mới nha các chị, rất là đẹp, rất là mới nha, logo mới của Kia này, form dáng mới rồi. Thì trong ngày hôm nay thì em Trung cũng đã nhận cọc Suzuki Etia Sport rồi nha, cửa hàng bên em đã nhận cọc rồi, em sẽ quay chi tiết con này. Rồi vào bên trong đây, hai mẫu xe mà vừa về tại chiều nay nha các anh chị, tại cửa hàng bên em vừa về chiều nay, giới thiệu đến quý anh chị và khách hàng một cặp Fortuner. Bên tay phải em đây là Fortuner đời 2010 các chị, 2010, bên này là 2014 form mới nha. Thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình trước về con Fortuner 2014 này nha các chị, vừa về chiều nay đi 104.000 anh chị, ô đô 104.000 km đây, siêu cọp các anh chị, rất là mới đây, ô đô 104.423 các chi tiết này, con xe rất là mới, siêu cọp nha các anh chị, rất là hiếm nha, những dòng Fortuner mà zin như này, cọp như này thì rất là hiếm các anh chị. Đây chi tiết này, các chi tiết tắp lô này chị, rất là mới, các nút điều khiển kính này, lên xuống kính này, rất là chi tiết, vô lăng này cực kỳ đẹp, ghế da nguyên bản theo xe nè các chị ạ, ghế là ghế chỉnh điện nha. Đấy, quý anh chị em mình xem qua ghế thứ hai nè, rất là cọp các chị. Sài Gòn Ca chúng em thì rất thích mua những cái xe cọp như này để phục vụ quý anh chị khách hàng mình, đời 2014 này, cái nhà rất là mới. Điều đặc biệt hơn nữa là con xe này 4 dàn lốp theo xe các chị, đây 2014 đi 104.000 km, 4 dàn lốp theo xe, rất là hiếm đúng không anh chị. Đây dàn lốp trước, lốp trước này cho quý anh chị em mình xem qua con máy của con xe này nhé. Đây con động cơ đây, một con xe vừa về chiều nay, quay luôn cho quý anh chị mình xem qua phần động cơ, keo chỉ máy móc nguyên zin nha các chị, cam kết với quý anh chị khách hàng đến với cửa hàng Sài Gòn Ca bên em thì cứ yên tâm về chất lượng nha, bao đâm đụng bao gặp nước, bao test hãng cho quý anh chị em mình nhé. Fortuner 2014 máy xăng các chị, Fortuner 2014 máy xăng đi 104.000 km nha, và anh em đang bán với mức giá là 465 triệu nha, 465 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này, nước sơn màu bạc còn rất là đẹp, đồng sơn từ bên ngoài rất là mới các chị, rất là mới nha. Rồi tiếp theo bên này em đang có Fortuner đời 2010 này các chị, ô đô 108.000 km, đây biển số Sài Gòn luôn nha các anh chị, biển số Sài Gòn luôn, nội thất này các anh chị,
xe này, một con xe cũng rất là cộp. Bảo dưỡng thì full lịch sự hãng nha các chị. Bảo dưỡng không hãng thôi, các chi tiết vô lăng này rất là mới. Đời 2010 các anh chị, 2010 giữ được chất xe như này là cực kỳ hiếm. Đây ghế da này các chị, ghế da nguyên bản theo xe nha. Đây, những chi tiết này chỉ cũ theo năm tháng thôi. Một con xe mà giữ được 2010 mà giữ được một bộ ghế da như này là cực kỳ hiếm các chị, cực kỳ cộp. Rất đẹp. Xe này thì bên em chỉ cần đánh bắt lại nữa thôi là mới này. Xem mà phần cốp nha. Đây. Hàng ghế thứ ba thì hầu như là không có sử dụng đến các chị. Con xe này bên em đang bán với mức giá là 355 triệu nha các chị. Fortuner 2010 đi 108.000 km, anh em đang bán với mức giá là 355 triệu nha, 355 triệu. Cho chị em mình sở hữu con xe này. Anh chị em nào đang tìm kiếm một con xe 7 chỗ này, thương hiệu đến từ Nhật Bản, mà đặc biệt là đang để ý tới dòng xe Fortuner này, thì hãy xem video này nha, và hãy ghé ngang cửa hàng Sài Gòn Car bên em để mình trải nghiệm và lấy thử hai con xe này nha quý chị và khách hàng. Này tắt máy giùm em. Bên này thì em đang có Toyota Rush. Toyota Rush thì em cũng đã nhận cọc rồi nha các anh chị, đang chờ rút hồ sơ. Rồi hàng xe tiếp theo, trong này thì em đang có một con xe cũng form dáng rất là nhỏ gọn nha, Hyundai Grand 10 các anh chị, máy 1.2 đời 2018 đi 95.000 km nha, 95.000 km. Con xe này đi ô đô cũng hơi nhiều rồi, tại vì nó là biển vàng các chị, biển vàng chạy dịch vụ nha. Bên Sài Gòn Car chúng em là mua sao để vậy, cũng rất là thích hợp cho anh trai nào anh mua xe này về để chạy dịch vụ nha anh chị. Một con xe nhỏ gọn này, tiết kiệm bền bỉ nha, rất dễ thu hồi vốn khi mình chạy dịch vụ nha các chị. Em đang bán với mức giá là 238 triệu nha, 238 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này đời 2018. Số sàn khoảng 1.2 nhé. Bên này em đang có Xpander Cross, Xpander Cross màu cam đời 2020 các chị, con này đi 41.000 km rất là mới. Xpander Cross thì thiết kế mới rất là đẹp các chị, màu cam này nhìn cực kỳ ngầu luôn, mâm này rất là đẹp. Con này bên em đang bán với giá 575 triệu, 575 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này đi 41.000 km nhé. Ai đang yêu thích cái dòng xe Xpander này thì đến ngay với cửa hàng Sài Gòn Car bên em để mình trải nghiệm và lái thử miễn phí nha các anh chị. Dưới này em cũng còn Xpander nè các chị, Xpander này form mới rồi đời 2022 nè, đèn chữ T nè, form mới của Xpander rất là đẹp. Con này ô đô đi 48.000 km nha, 48.000 km đời 2022, bên em đang bán với mức giá là 560 triệu, 560 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này, giá cũng cực kỳ hợp lý rồi các anh chị. Thời điểm hiện tại thì giá xe rất là hợp lý rồi, nên anh chị em mình mua xe tại thời điểm này là cực kỳ hợp lý. Mazda 3, Mazda 3 bản Luxury đời 2022 các anh chị, đi lướt 23.000 km, rất là mới, 4 dàn lốp theo xe nè, sơ cua chưa hạ nha, đăng kiểm còn đến tháng 10 2024, nước sơn màu đỏ pha lê rất là đẹp. Màu đỏ pha lê của Mazda thì không cần phải bàn rồi, rất là đẹp. Bên em đang bán với mức giá là 625 triệu, 625 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nha. Một con xe cũng khá là nhiều các option hiện đại. Bên này em đang có Toyota Altis bản 1.8G nha các anh chị. Một con xe cũng cực kỳ là sang trọng nha, đăng kiểm tháng 5 2024. Con xe này ô đô đi mới 40.000 thôi các anh chị, loanh quanh 40.000 km thôi, cực kỳ mới, rất là cộp. Ngoại thất nội thất rất là mới các anh chị. Bên em đang bán với giá là 560 triệu nhé, 560 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nè, đang biến thành phố luôn nè các chị. Anh chị em nào sở hữu con xe này thì tiết kiệm được cho mình 20 triệu tiền điện nhé, rất là đẹp. Hyundai Creta, Hyundai Creta, Creta này thì sáng nay bên em đã nhận cọc rồi các anh chị, một con xe cũng cực kỳ mới luôn,
mới đi 11.000 km thôi nha. Em xin phép không quay thêm con này nhé. Trước mặt quý anh chị và khách hàng này em có Kia Sorento nha, đời 2016, bản full máy xăng nha các anh chị, bản full máy xăng, Odo đi 66.000 km nha. Con xe cực kỳ mới, mình xem qua nội thất của con xe này đi quý anh chị. Đây, đời 2016 đi 66.000 km, nội thất cực kỳ mới luôn nha. Các chi tiết tắp lô nè, tắp ly nè, ghế da nè các anh chị, rất là đẹp. Con xe này cực kỳ mới các anh chị, rất là nhiều các option, cửa sổ trời toàn cảnh luôn nha. Đấy, hàng ghế sau thì cũng cực kỳ là mới đó các anh chị, mới lắm. Bên em đang bán giá là 565 triệu nha, 565 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này, Kia Sorento 2016 bản full máy xăng, cực kỳ rộng rãi nha các anh chị. Rồi, Mazda 3, Mazda 3 thì em đã nhận cọc rồi này. Em giới thiệu đến quý chị khách hàng Honda City Top các chị, đời 2017, Odo đi 77.000 km, nước sơn màu xám cực kỳ đẹp nha. Đời 2017 đi 77.000 km. Bản top thì tương đương với bản RS bây giờ này các chị, nên là cũng có rất là nhiều các option tiện nghi trên con xe này nha. Bên em đang bán với mức giá là 399 triệu này các chị, em kiếm được đến tháng 9. 399 triệu nha. Giá cũng rất là hợp lý rồi cho anh chị em mình sở hữu một con xe này. Xpander màu nâu các chị. Màu nâu này màu cực kỳ hiếm cũng cực kỳ đẹp nha. Anh chị em nào yêu thích cái màu này thì hãy đến ngay cửa hàng Sài Gòn Ca bên em đi để mình trải nghiệm con thử con này nha anh chị, một con xe cực kỳ mới. Đời 2020 lăn bánh mới có 20.000 km các chị, rất là mới. Từ ngoại thất đến nội thất đều rất là đẹp. Con này bọn em đang bán với mức giá là 575 triệu nha, 575 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này. Xpander đời 2020 đi 20.000 km nha các chị. Chị em nào yêu thích con xe này hãy đến ngay với cửa hàng bên em nhé, mình trải nghiệm và lái thử. Rồi, đây một con xe thương hiệu đến từ Mỹ, Chevrolet Trailblazer các chị, đời 2019, Odo đi 58.000 km, nước sơn màu bạc, một con xe hai cầu các chị, cực kỳ cứng cáp và mạnh mẽ nha. Chevrolet Trailblazer 2019 hai cầu 58.000 km, bên em đang bán mức giá là 680 triệu nha, 680 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nha. Anh động cơ 2.5 máy dầu. Rồi, tiếp theo ở bên này em đang có một cặp sedan hạng B các chị, Kia Sorento này, bên tay phải em này là xe Kia Sorento, con này đời 2022 rồi các anh chị, logo mới của Kia rồi này, nước sơn màu xanh cũng cực kỳ đẹp, rất là đẹp nha. Chị ở phiên bản 2022 này thì mới có nước sơn màu xanh này thôi. Con này là phiên bản số sàn, đi lướt mới 28.000 km nha, 28.000 km bên em đang bán với mức giá là 399 triệu, 399 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này. Còn bên này thì Kia Sorento đời 2021, bản số tự động các anh chị, nước sơn màu đen này rất là đẹp, Odo đi 40.000 km, bên em bán mức giá là 400 triệu nha các anh chị, 400 triệu cho anh chị em sở hữu con xe này. Từ ngoại thất đến nội thất còn rất là mới, nên anh chị em nào đang có nhu cầu là yêu thích con xe nào thì hãy đến ngay với cửa hàng Sài Gòn Ca bên em để mình tham quan trải nghiệm và lái thử những dòng xe đang có tại cửa hàng bên em nha các anh chị. Đây, con xe cuối cùng tại phiên báo giá của ngày hôm nay, Xpander đời 2020 phiên bản số sàn các anh chị, mới đi 42.000 km thôi nha, mang biển tỉnh Long An, nước sơn màu trắng cực kỳ đẹp, con xe cũng cực kỳ thích hợp cho mình đi gia đình này, chạy dịch vụ này các anh chị, chạy dịch vụ thì anh chị em lựa chọn con xe này thì cực kỳ hợp lý rồi nha. Một con xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm này, rất mau thu hồi vốn nha các anh chị. Con này bên em đang bán với mức giá là 460 triệu nha, 460 triệu cho anh chị em mình sở hữu con xe này nhé. Quý anh chị em nào đang có nhu cầu hoặc đang quan tâm đến một mẫu xe nào tại cửa hàng Sài Gòn Ca bên em thì hãy inbox ngay đến số hotline của cửa hàng bên em, để bên em sẽ có những video này, hình ảnh chi tiết gửi đến quý anh chị và khách hàng về mẫu xe đó nha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và khách hàng gửi đến Sài Gòn Ca chúng em bằng cách cho chúng em xin một like này, một đăng ký kênh để tiện nhận được những video này, những thông báo mới nhất tại cửa hàng Sài Gòn Ca bên em nha các chị. Xin chào và hẹn gặp lại.